Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út tiếp lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên IJ Total Việt Nam, khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Chuột, đến chào xã giao và ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19 tỉnh Long An. Qua sự giới thiệu của Saigon Tel, công ty IJ Total Việt Nam đóng góp 1 tỷ đồng cho quỹ vaccine phòng COVID-19 tỉnh Long An. Doanh nghiệp này đã đầu tư khoảng 60 triệu đô la Mỹ cho hai kho lạnh tại Long Hậu, Cần Chuột và tỉnh Hưng Yên, đồng thời dự kiến xây dựng 6 kho lạnh tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu bảo quản nông sản, thủy sản, thực phẩm của các nhà phân phối, chế biến, kinh doanh. Và AC Total thì có hệ thống kho lạnh ở Việt Nam và tổng số tiền chúng tôi đã đầu tư là 2 tỷ, đã tài trợ cho tỉnh là 2 tỷ, trong cái đợt đầu tiên là 1 tỷ và hôm nay là 1 tỷ. Và nguồn vốn này thì chúng tôi muốn ủng hộ cho quỹ vaccine để chích cho các tiêm vaccine cho công nhân ở khu công nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út trân trọng cảm ơn đóng góp của công ty cho quỹ vaccine phòng COVID-19 của tỉnh, đồng thời khẳng định chính quyền Long An luôn đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp. Đối với kiến nghị liên quan đến thủ tục đầu tư, tỉnh cam kết hỗ trợ công ty hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Về nhu cầu vaccine phòng COVID-19, tỉnh đang huy động nhiều nguồn lực và vận động ủng hộ quỹ vaccine để có nguồn kinh phí kịp thời tiêm cho người dân. Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nên ngay khi vaccine được cung cấp, tỉnh sẽ ưu tiên phân bổ cho các khu cụm công nghiệp, trong đó có công ty IJ Total Việt Nam.